Chào cô chú anh chị ạ. Thái hôm nay lên clip là cũng đầu cuối năm. Hôm nay là Thái lên cuối năm là lên được 9 cái mai tàn, 3 cái mai thôi. Cô chú cô bác ủng hộ cũng đón xuân nha, mấy cái mai để về Tết để đón xuân năm mới nha cô chú. Cô bác ủng hộ cho Thái nha. Trước hết là cây số 1 cây phôi nha cô chú. Số thổ của Thái là 08966 47579 ở cái năm xuất trăng nha cô chú. Cái bàn xây nó hơi nghiêng cô chú tham cảm nha. Gấp quá Thái cũng lên quay nó không có để chỉnh sửa chỉnh chu nha cô chú. Chiều cao 80 tới đây 80. 40 hoành eo. Sổ 45. Cỡ 200 mình cỡ 189 hoành bầu của chú. Cây số 1. Cây này giao lưu cho cô chú là 4,5 triệu nha cô chú. Có gì cô chú ủng hộ cho Thái nha. Rồi Thái sẵn không còn mà quay lên cái giò Thái rau cái mình quay lên không có được kinh để gì cô chú tham cảm cho Thái nha. Cũng để dưới đất luôn rồi kệ cô chú thì có nhìn tiếp Thái rồi ưng rồi có gì rồi cô chú xem nha. Cây số 2 nha cô chú. À đo chiều cao luôn đi ha. Mét gửa, mét tư đi. Tính mét tư. Tính mét tư chiều cao. Dạ. Cô chú tham cảm nha, chân thấy đau rồi ghim lên không nổi, không có ai phụ hạn tiếp á. Eo tính 29 đi, miếng eo. Tính cỡ 130 đi cô chú. Sổ 30 đi cô chú. Cây số 2 nha cô chú. Cây số 2 giao lưu cho cô chú là 3,5 triệu luôn nha cô chú. Bán cây số 2 3,5 triệu bán cho nó hết để ăn Tết nha cô chú. À, cây số 3 luôn. Cây số 3 là cây mai tàn. Bông đẹp lắm cô chú ơi. Thái cũng mới đem về lặt lá chỉnh chu lắm. Mà bông nụ lắm nha cô chú. Cái gì? Mai thiên nhiên nha cô chú. Không phải mai công nghiệp nha. Dạ chứ không phải mai công nghiệp. Thái thật lòng có sao nói vậy. Dạ đúng rồi. Có gió mệt luôn. Nhục rất đọt luôn. Nhỏ nhưng mà già cây á. Ừ. Tàn cũng khá ok. Đúng cái màu đất bự dữ. Bự gì giữ nhiệt cho cô chú chơi Tết cho nó sung xê luôn. Cây bông hoa nó rực rỡ luôn. Nào mà mình biết bầu bự mà nặng nặng mà đều cái là phải giữ cho cô chú nó cây mai nó đẹp. Chứ mình bứng cái bầu nhỏ quá cây mai nó chỗ bông nó không có đủ sức á. Thì nó không có đẹp. Mà mình cũng phải gắn cái hết sức bự để cho cô chú đẹp. Quan trọng là cái chuyện đẹp. À. Cái chiều cao khoảng cỡ 2m2, 2m3 đó cô chú. 2m3 mà tán ngang khoảng 3m đó mà mình chằng trên 3m đó cô chú. Có làm sao nói thiệt như vậy. Trời bay luôn ha. À 28 đi. Không có cần. Ừ. Cái hoành cái cục đất nha cô chú. Cục đất 85 nha cô chú. Cái hoành ta hãy 85 nha cô chú, cục đất á. À, cây này cụ đế nó nở rồi đẹp lắm nha cô chú mà bông hình núng cho lắm nha cô chú ơi.
thấy tuyển chọn lựa đẹp rồi thấy mới để cho cô chú đón xuân nghe cô chú. Cây mà mua mà không phải công nghiệp mà thấy có sao nói thiệt, cây già dặn đâu nghe cô chú. Yên tâm cho Thái nghe chuyện đó đi. Cây là cây số 3. Cây số 3 nghe cô chú. Cây số 3 giao lưu cho cô chú là 5 triệu rưỡi nghe cô chú. Thái có sao giao 200 km nè cô chú, có gì Thái ủng hộ, cây nó cũng nặng, có gì phía cao hơn cô chú ủng hộ cho Thái nha. Cây số 4 nha cô chú, cây phôi, Thái có 3 cây phôi, cây này là cây cuối cùng nha cô chú. Thái cũng bán rút giống để ăn Tết nha cô chú ủng hộ cho Thái nha, để về cho cô chú nuôi. Nặng quá, cái Thái cũng quay không nổi, có gì cô chú thông cảm nè, cho quay vòng vòng cho cô chú xem đi. Đó, quay hơi nhanh cái cô chú xem thì có để ý kỹ giùm Thái cái thầm cảm cho Thái. À cần gì gọi Zalo. À. Số điện thoại của Thái là 0896647579 nha. Có gì cô chú ủng hộ cho Thái nha. Chiều cao khoảng cỡ 1m4 đi cô chú. À, 48 nha cô chú. Thôi cục xù khỏi đo. Khoảng 74 hoành bầu đó cô chú. Cây này cây số 4 nha. Cây này giao lưu cho cô chú là 4 triệu nha cô chú. Giao lưu cho cô chú là 3 triệu rưỡi luôn. Cây số 4 nha. À 3 triệu rưỡi luôn. Cây tàng lớn nha. Cô cho cô chú rồi anh chị nào có sân rộng chơi Tết lớn luôn rồi mình chơi luôn rực rỡ luôn nghe cô chú. Mai tàng nó khủng lắm nghe chú ơi. Tán ngang khoảng cỡ 5 mét đó. Tính chơi ha mình tính 4 mét đi. Cho cô chú 4 mét đi. Bông là bông chùm luôn á cô chú, bông đẹp bông chùm luôn á, nói chung là hết nguyên cái dàn bông giả như bông giả luôn, đủ kẹo cho nha, kẹo cây luôn ha, tròn bóng luôn, cái này là vừa Tết luôn, vừa luôn á, ở Thái. Trên cũng nút nụ y chang vậy luôn ha, đúng rồi, cái kè nó dòng trứng cá ở trên cái nó kẹo luôn á, thấy nút bông không à. Thì do cây tàn mình không có bươi ha. À đúng rồi. Bứng cái bầu bự chất lượng lắm cô chú ơi. Thái bứng rồi đế ra đấm rồi, bầu là chất lượng lắm, giữ ấm cho cây đồ cái này kia gom Thái đậy đó ha. À cây này là chỗ là nghe Tết luôn nghe cô chú, rực rỡ nghe cô chú. Cây này. À. Tính 50 nghe cô chú ơi. Tính 50 đi, 51 là tính 50 nha cô chú. Còn cái hoành bầu ngang để Thái đo kìa. Mét đó cô chú. Mét hoành bầu. Đồ bầu sâu lắm cô chú, cô rắc cây này nó khủng, cái bầu nặng lắm cô chú. À, tán cao là khoảng 4,5 mét mà tính chơi hao cho cô chú là 4 mét luôn nha chú. Nó 4,5 mét đó mà tính ngang. Chính chơi hao là còn 4 mét đó cô chú. Tàn khủng lắm là tại Thái chưa hao hết luôn. Cây này giao lưu cho cô chú là 14 triệu nghe cô chú. 14 triệu là cây số số 5 nghe cô chú. Rồi. Quá khủng luôn nghe cô chú. Thái nói là quá khủng, nguyên cái chỗ ra là gực trời luôn đó, là nguyên cái dàn cái tàn nó khủng lắm nghe cô chú. À, để vậy thấy cô chú căng tay thấy nó ngang là cái đàn nó bông là đẹp lắm. Cô chú ủng hộ Thái nghe. Mai thiên nhiên á cô chú ơi. Tiếp theo là cây số 5 nè cô chú.
cũng là cây mai đẹp luôn nha cô chú, đón xuân luôn nha cho cô chú nha. Thái mua Thái tuyển chọn luôn mà cây đẹp rồi để cho cô chú chơi Tết nha. Thái mới lật lá, còn bà lão em còn chút xíu nữa là lật chưa kịp, còn cái đọt ở trên nữa, cô chú thông cảm nha, gấp ghét quá. Hãy quay cho cô chú để cô chú lựa chọn. Chiều cao mình tính là khoảng cỡ 2m2 cỡ 2m2 2m3 đi, còn cái tán ngang là cỡ cả 4m đó, ý cỡ 3m mấy đó, mình tính trừ hao 3m đi, trời cái này bẹt ra cả 4m mấy 5m luôn á. Tàn nó tán ngang nó rộng lắm cô chú. Nó sạc ra đẹp rộng lắm, bông là khỏi nói đó cô chú ơi, khỏi nói luôn. Bông là thấy là nói là cho cô chú chơi Tết rồi lựa chọn cái này là quá đẹp luôn này, mai vườn mình luôn đó, cô chú. Đất ghim, đất này đất của Sóc Trăng đó, 32 33 32, cái hoành bầu để nở chắc nở không à cô chú, lựa là 80 nha cô chú, hoành bầu 80 ấy nha. Chiều cao bầu, à, chiều cao bầu sâu lắm đó, chiều bao cỡ cao bầu là 32 32 mười đất viên luôn. Cây này là cây số 6 nha cô chú, cây này giao lưu cho cô chú là 6,5 triệu nha cô chú. Cây này đẹp lắm cô chú, cái tàn ngang Thái miếng bẹt ra là cả 5m luôn á, Thái nói thì cả 5m luôn á. Dạ. Tiếp theo là cây số số 7 nha cô chú. Cây số 7 số 7 nha cô chú. Số 7. Cái chiều cao cũng khoảng cả 2,5m nha cô chú. 2,5m nha cô chú. Thái chiều hao hết nha cô chú ơi. Kẹo luôn đó cô chú. À. Cây giờ mới dài dặn lên hết phi. Dài dặn ghê luôn. Thái mới đem về hồi tối để sáng nay lên clip cho cô chú là thấy rồi. Để đón xin nha. Cái quạnh ha. 25 đi tính 25. 26 mà tính 25 đi, 25 nha. Gà nó bỏ móng rộng luôn. Ừ, nhưng nó quái thôi. Bầu 85 đó cô chú. Ấy là sổ là 28 đó cô chú. Đất cái cô chú, sổ lên đất. Nặng lắm cô chú ơi. Cây này cây số 7 nha cô chú. Số 7 cây này giao lưu cho cô chú là 5 triệu nha. 5 triệu nha cô chú. Có gì cô chú ủng hộ cho Thái nha. Rồi tiếp theo nữa cô chú ơi. Hả? À cái bầu này nè, cây này nữa. À. Cái này nè. À, số 8 nha cô chú. Số 8. Cao cũng khoảng 2m 2,3 mà cái tán ngang khoảng cả 3m đó cô chú. Nụ dữ lắm, chị hao hết trơn cho chú. Nụ quá nụ. À, nói chung là nụ lắm cô chú ơi. Thái lựa cũng tiện chọn cây nụ rồi đạt chuẩn Thái mới lấy về giao lưu cho cô chú để đón xuân năm mới nha cô chú. À, cây đang lên xù phi, cây nó xù. Quay cho cô chú thấy rõ nha phi. Để có xíu rồi cô chú thấy rồi cô chú rước mấy cây thích cho cô chú rước về để chơi Tết nha. Đón xuân năm mới nha. Cái gì có cái mai thì nó may mắn. Mình nghĩ đi, mai là may mắn nha cô chú. Để thấy đâu hoành ha. Hoành là 35 hay cô chú. Bầu là 77 nha cô chú.
sổ tới 35 nha chú, bầu á. Trái ngang trên 3 mét nè, tính 3 mét nha cô chú. Cao cũng khoảng có 2 mét rưỡi nha cô chú, tính chưa hao hết nha cô chú. Cây này là cây số 7 nha cô chú. Cây số 8 nha cô chú. Cây số 8, cây này giao lưu cho cô chú là 7 triệu đồng nha cô chú. Họ bớt cho cô chú là 500 là 6 triệu rưỡi nha. 6 triệu rưỡi. Dạ, bán sắc giá cho cô chú nha. Rồi. À. Nó bông quá lắm, chỗ thấy cưng lắm nha cô chú. Cây này cô chú là có xanh rộng rộng rồi cô chú đem về là quá ok luôn. Bông là ai cũng khen hết luôn. Chùm bông gực gỡ. Nói chung thấy đem cái lô này là bông, nói chung là bông là gực gỡ nha cô chú. Tuyển chọn hết trơn nha cô chú. À, bầu rồi chất lượng đầu Thái là yên tâm cái chuyện đó cho cô chú nha, cho Thái nha. Với cô chú. Cây này tính mình chừa ha mà tính nó khoảng có 4 mét đi. Cao khoảng 4 mét đi. Tăng ngang là khoảng có 5 mét đó, hồi mà tính là mình cũng 4 mét luôn đi, tính cho chừa hao cho cô chú hết trơn đi. Chừa hao hết luôn đi. À, thấy ủ đằng kỹ càng là cho cô chú thấy không? Nó thấy đi ủ rồi chất lượng cho cô chú để giữ cái độ bông nó bền. Nó tốt cho cô chú nha. Hoành 48 nha cô chú, đo trên em không nha cô chú ơi. Đo cho cô chú thằng nó hoành rõ ràng luôn. Rồi hoành bầu khoảng 95 nha cô chú. Bầu 95 đó. Ra tới ngoài luôn 95 nha cô chú. Nó sổ cao, nó sổ đắt dữ lắm nha cô chú. Bị thấy thăm cảnh, thấy quán cái này cho mát cái bầu nha cô chú. Chứ trong là nguyên cái bầu không à. Cây này cây số 9 giao lưu cho cô chú là 12 triệu nha, bao 200 km nha cô chú. Số 9 nha cô chú. À. Tiếp luôn. Này cây số 10 nha cô chú. Tàn khủng lắm cô chú ơi. Bị chỗ không có được rộng thái bỏ vậy cho nó cũng hơi diện tích nó hơi hẹp chút, hai cũng chăm chế để vậy giao lưu cho cô chú nha. Cây này chiều cao khoảng cỡ cũng 4 mét tính chiều hao hết trơn cô chú, tính tăng ngang cũng khoảng 4 mét nè chiều hao hết trơn nha cô chú ơi. Để gọi cho bị lắp đó lại cho thấy á, quẹt ra cho cô chú thấy. Nồi đế là chất lượng đi. Đế là đấm là chất lượng hết trơn luôn á. Ừ. Thấy đồ hoành luôn ha. Đồ hoành luôn. Hoành tính 50 nha cô chú. Đồ eo không á cô chú ơi. Cái hoành bầu là ăn thước luôn đó cô chú. Hoành bầu là ăn thước luôn đó. Dạ, cây này là cây số số 10 nha cô chú. Cây này giao lưu cho cô chú là 9 triệu nha cô chú. Số 10. 9 triệu nha cô chú. Dạ. Tiếp theo còn hai cây mai tàng nữa cô chú. Dạ, cây này cây số 10 thằng cô chú. Hả? Cao mấy mét? Cây này tán ngang cao khoảng có 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. Tán ngang cũng chiều hao luôn 3 mét rưỡi luôn nha chú. Bông dữ lắm luôn, lên bông dữ lắm luôn Phi ơi. Quá nụ đẹp luôn Phi. Kẹo bông hết trơn Phi. Một bông mà nó chỗ ra nhiều nụ nha, chứ không phải mà một bông là một nụ nha cô chú. Một bông là chỗ 7, 8, 9, 10 nụ nha cô chú. Cây là bông đẹp lắm, nó đẹp bông lắm cô chú ơi. Cô chú về đón xưng nha.
Hoành 41 tính 40 nha các chú. Hoành bầu 70 các chú. Cây này cây số 10 nha các chú. Ấy cây số 11. Cây số 11 giao lưu cho cô chú là 7 triệu nha các chú. Rồi. Tiếp theo là cây số 12 là cũng cây của clip của Thái nha. Năm mới Thái có lên được lô cây này là cũng ngưng nha cô chú. Cô chú đầu cũng thông cảm, bị Thái tranh thủ đầu cũng làm cho cô chú để đón cái sưng năm mới. Thái cũng dọn dẹp bắt đồ làm cây rồi cho nó Tết đồ đàng hoàng cho cô chú. Thái cũng ăn Tết nha cô chú. Cây này là bông hoa ra là rực rỡ luôn cô chú ơi. Kẹo bông hết trơn thấy ha Phi. Kẹo hết trơn luôn. Thái giữ độ ẩm kỹ lắm đó nha cô chú, cho cô chú của mình là cũng như cũng cô chú nha. Cái niềm tin, cái gì mình có cái niềm tin. Cây số 11 để Thái đo hoành luôn ha. Cái chiều cao là khoảng cái tính 4 mét thôi. Cại 4 mét rưỡi mà tính cho cô chú là 4 mét thôi. Chị hao hết trơn Phi. Bề ngang cũng khoảng 3 mét rưỡi là chị hao hết trơn luôn cho cô chú luôn. À. Để thôi thay đồ cái hoành nha cô. Hoành 48 nha cô chú. Đó. Cây này cây số 12. Cây này là giao lưu cho cô chú là 9 triệu luôn. À, số 12 9 triệu nha cô chú, giao lưu cho cô chú nha. Cô Lép Thái cũng chúc cô chú năm mới vui vẻ nha cô chú. Cùng chung gia đình nha. Số điện thoại của Thái là 0896647579. Có gì ủng hộ cho Thái nghe năm xuất chăng cô chú. Chào cô chú nha.